Ngọc ơi, Hương ơi, này, anh có mua pizza cho con, cái bắp cho em nè, em biết em thích ăn bắp. À, thôi để tôi cầm vô cho, bữa nay anh không có tiện vô nhà. Tại sao không tiện? Của ai đây? Anh quan tâm là cái gì? Thằng nào dọn tới đây ở đúng không? Là của Kim, được chưa? Kim dọn tới đây làm gì? Liên quan gì tới anh mà anh phải hỏi? Tại sao không liên quan? Vợ con anh ở đây, ngay cả anh cũng không được ở đây nữa. Thì bất kỳ ai dọn tới đây ở phải có lý do chính đáng. Là con Kim bạn tôi nó đang xảy ra chuyện, tôi cho bạn tôi ở nhờ, như vậy đủ chưa? Anh đi về đi. Có phải của Kim không? À, anh làm cái gì vậy? Anh làm gì đó? Ngon thì mở ra đi, trong đó có nhiều tiền lắm đó. Làm như tôi thèm của cô lắm không bằng. Không thèm thì lanh quanh đây làm gì? Ngọc, hình như nhà tổ trưởng tổ dân phố ở kế bên phải không? Khỏi hù, thằng này ăn cơm tù 9 năm rồi, không cần phải hù đâu. Anh về nha Ngọc. Không tiễn. Cầm đi, đi ra anh mua cho con đó. Đừng để cô ăn lén đó nha. Tôi thèm quá. Thằng cha đó vẫn còn lãng vảng ở đây làm phiền mày hả Ngọc? Mail anh gửi cho em là sao? Hả? Em nói gì? Mail anh gửi cho em là sao? Sao là sao? Thì cái chuyện đi thăm vườn ở Đà Lạt đó. Tại sao chỉ có anh và chị Ngọc? Chúng ta đã thống nhất là đi chung với nhau mà. Thứ nhất là việc ở nhà anh không tin tưởng phải giao cho bất kỳ ai cả. Anh chỉ tin tưởng mỗi mình em. Thứ hai là Ngọc là người có chuyên môn và anh cần sự tư vấn của cô ấy. Anh hứa là chuyển công tác lần sau hai đứa mình sẽ đi với nhau được không? Anh nói vậy em còn nói gì nữa. Mà chỉ lần này thôi đó nha. Lần sau á là giám đốc đi đâu thì trợ lý phải đi cùng. Biết chưa? Được rồi. Thế bây giờ em đi làm được chưa? Chị Ngọc ơi. À, sao em? Chị niêm giùm em thử. Hơi ngọt em. Em thấy vị này là vừa rồi đó chị. Món này nếu như mà em hạ ngọt xuống thì sẽ có vị thanh hơn. Những thực khách khó tính họ ăn vào họ sẽ nhận ra ngay. À, mà có phải là em dùng đường tinh luyện để nêm không? Dạ đúng rồi chị. Em nên chuyển sang đường mía thô hữu cơ đi. Rồi lúc đó em sẽ cảm nhận món ăn này sẽ khác lắm. Dạ em cảm ơn chị. Chị Ngọc. Cúc. Chị với anh Thắng chuẩn bị đi công tác Đà Lạt 2 ngày. Anh Thắng kêu em báo cho chị biết. Ủa? Sao lại là Ngọc? Em không biết. Chờ anh ấy sẽ rõ hơn. À, Cúc ơi. Cúc có biết anh Thắng đang ở đâu không? Chị gọi điện thoại cho anh ấy đi.